Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. 9 thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn nên làm mỗi ngày. Quý anh chị thân mến, để có một cái sức khỏe tốt, một trí óc minh mẫn, một nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động sống hàng ngày, đòi hỏi cả một cái quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe được hình thành từ rất nhiều cái biện pháp chăm sóc và thói quen tốt khác nhau trên tinh thần là tích tiểu thành đại. Việc này phải thực hiện trong một cái thời gian dài chứ không thể chỉ là một ngày, hai ngày là bạn đã có một cái sức khỏe như mong muốn. Và dưới đây đấy chính là 9 cái thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn nên làm mỗi ngày. Cái thứ nhất đấy là uống nhiều nước mỗi ngày. Đây là một trong những cái thói quen đầu tiên cơ bản mà mỗi người cần phải có. Nước chính là cái thành phần quan trọng góp phần thanh lọc cơ thể, bài trừ các cái độc tố gây bệnh, làm cho đôi mắt bạn trở nên long lanh, rạng rỡ, làn da căng tràn sức sống vì mỗi tế bào da đều được ngậm nước đầy đủ, tăng cái khả năng tập trung, bảo vệ sức khỏe tim mạch và chống viêm nhiễm hiệu quả. Hay có thể nói cách khác, nước chính là cái nguyên tố quan trọng chăm sóc sức khỏe của bạn từ bên trong và làm đẹp cho bạn từ bên ngoài. Chính vì vậy mà hãy tập cho mình cái thói quen là uống nhiều nước mỗi ngày, tối thiểu từ 8 đến 10 cốc. Tùy thuộc vào các cái hoạt động thể chất hàng ngày. Nếu bạn chưa quen, hãy tập dần dần, từng ít một. Bên cạnh nước lọc tinh khiết thì bạn có thể bổ sung cho cơ thể các loại trà thảo mộc, trà thanh nhiệt để tăng cường cái khả năng giải độc cơ thể hiệu quả, giúp bạn khỏe hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Đặc biệt, đừng bao giờ quên, cái việc đầu tiên bạn cần làm trong ngày là uống một cốc nước ấm để bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài thiếu nước và tăng cường chức năng giải độc hiệu quả. Và cái thứ hai đấy là ăn một bữa sáng thịnh soạn. Hãy luôn đảm bảo rằng bạn luôn ăn sáng với mỗi sáng vì đây là bữa quan trọng nhất trong ngày, và một bữa ăn sáng thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh sẽ cung cấp cho bạn một cái nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động sống với một cái đầu óc minh mẫn, đồng thời giúp bạn tránh được việc là thèm ăn vặt cả ngày. Điều này sẽ rất tốt cho cái đường ruột của bạn và giúp bạn không bị tăng cân nữa. Đừng bao giờ vì quá bận rộn hay dậy trễ quá mà bỏ bữa ăn sáng. Hành động này kéo dài sẽ là cái tác nhân khiến sức khỏe của bạn bị xuống cấp trầm trọng. Và cái thứ ba đấy là lựa chọn cho mình cái bài tập thể dục hoặc là cái môn thể thao phù hợp. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên lành mạnh hơn, sức khỏe của bạn sẽ dẻo dai hơn, sức chịu đựng của bạn sẽ bền bỉ hơn và bạn sẽ đẹp hơn, trẻ hơn, năng động hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn nhờ bạn thường xuyên vận động. Hãy lựa chọn cho mình một cái không gian tập, có thể ở nhà hay đến các cái phòng tập, với một cái môn thể thao hay một cái bài tập thể dục phù hợp và dành ít nhất mỗi ngày 20 phút để tập luyện một cách thường xuyên, đều đặn. Một khi bạn đã hình thành cái thói quen này, bạn sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt trong chính cơ thể và các hoạt động sống của mình. Những cái bài tập aerobic, yoga, gym, thể dục nhịp điệu, chạy bộ, bơi lội, vân vân đều là cái sự lựa chọn phù hợp cho hầu hết chúng ta. Đặc biệt là bên cạnh việc tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, bạn hãy dành thời gian để làm việc nhà, vừa giúp bạn vận động, tiêu hao năng lượng, vừa cho bạn một cái không gian sống sạch sẽ và ngăn nắp, một công đôi việc rất là tuyệt vời. Và cái thứ tư đấy là rửa tay thường xuyên và đúng cách. Người ta thường nói bệnh từ miệng mà vào. Việc bạn không rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay là tiếp xúc với một số vật dụng chứa nhiều vi khuẩn là cách nhanh nhất khiến cơ thể của bạn bị bệnh. Trong công việc hàng ngày, chúng ta thường chạm tay vào rất nhiều thứ, vì thế mà các vi trùng gây bệnh có thể dễ dàng chuyển từ tay lên miệng, do đó rửa tay thường xuyên là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của bạn. Hãy lựa chọn cho mình và gia đình một cái loại nước rửa tay dịu nhẹ được chiết xuất từ thiên nhiên và rửa tay thật cẩn thận hàng ngày. Rửa bàn tay đến các ngón tay và móng tay rồi mới lau tay bằng khăn bông sạch để bảo vệ da tay của mình. Và cái thứ năm đấy là ngủ đủ giấc theo nhịp sinh học của cơ thể. Nếu giấc ngủ của bạn có vấn đề, ngủ không đủ giấc, ngủ không ngon thì chắc chắn điều đó sẽ khiến sức khỏe của bạn ngày càng tồi tệ. Chính vì thế mà hãy tìm mọi cách để tạo cho mình một giấc ngủ sâu và ngon như sau. Trước khi ngủ, dọn dẹp giường chiếu, chăn gối thật sạch sẽ, phòng ngủ đảm bảo thoáng khí.
Nếu không, lúc thức dậy bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Cái thứ hai, chọn cho mình một thế nằm ngủ thoải mái nhất. Thứ ba, sau khi nằm xuống giường, hít thở sâu, thư giãn cơ bắp, hạn chế suy nghĩ và tạo cho mình cảm giác thư thái để dễ dàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Và thứ tư, đừng quên uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn rất nhiều. Nhưng bạn cần phải ngủ điều độ mỗi ngày từ 6 đến 8 tiếng thôi. Nếu bạn ngủ quá nhiều sẽ tăng cái gánh nặng cho trung khu ngủ của đại não, làm cho cái sự trao đổi sinh lý giảm xuống mức thấp nhất, đồng thời còn làm giảm suy giảm các cái chức năng cảm giác, giảm cái độ căng cơ xương và cái khả năng miễn dịch, gây nên hàng loạt bệnh, đặc biệt là tuần hoàn máu não, đặc biệt là tuần hoàn máu chậm sẽ gây bệnh tim đột phát hoặc là tai biến mạch máu não. Hãy tập cho mình cái thói quen là đi ngủ vào lúc 22 giờ và thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau là hợp lý nhất. Dần dần bạn sẽ hình thành cái thói quen theo nhịp sinh học, dù không cần đồng hồ báo thức thì 6 giờ sáng bạn vẫn tỉnh dậy và với một cái tinh thần thoải mái và thư thái. Và buổi trưa thì hãy cố gắng ngủ nhanh từ 20 đến 30 phút để tái tạo năng lượng và làm cho đầu óc minh mẫn hơn. Và thứ 6, đấy là bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể đầy đủ. Các loại vitamin như là vitamin A, nhóm B, C, D, E, v.v. và các khoáng chất là những cái dưỡng chất vô cùng quan trọng cho cơ thể chúng ta, có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái việc là sản sinh năng lượng, duy trì các hoạt động sống của cơ thể. Chính vì vậy mà hãy bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể đầy đủ bằng cách ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi mỗi ngày, ít nhất là 500g trên ngày, trên một người, và uống bổ sung các loại viên uống tổng hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ. Và cái công việc thứ 7, đấy là đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày. Bạn nên duy trì cái thói quen là đi đại tiện đều đặn ít nhất mỗi ngày một lần, và nếu có thể đi vào giờ cố định càng tốt, có thể vào buổi sáng hay sau khi ăn, vì đây là cái thói quen mang lại rất nhiều cái lợi ích cho cái sức khỏe của chúng ta, giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm thiểu những cái căn bệnh có liên quan đến dạ dày ruột, hạn chế nguy cơ mắc bệnh trĩ, nấm ngứa, dị ứng. Không những thế còn giúp bạn chủ động được cuộc sống, tránh được những lúc cần kíp mà không thể xử lý được. Đặc biệt là khi đi đại tiện, bạn nên tập trung tránh đọc sách báo gây sao nhãng, tránh đi quá lâu, vì đây chính là cái nguyên nhân quan trọng khiến bạn bị bệnh trĩ. Cái công việc thứ 8 là vệ sinh răng miệng. Và cái thứ 8 đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách. Vệ sinh răng miệng đúng cách giúp bạn có một cái sức khỏe răng miệng tốt, một hàm răng chắc khỏe, hơi thở thơm tho để có thể tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày. Mỗi ngày bạn nên chỉ chải răng 2 lần sáng tối, mỗi lần ít nhất 3 phút theo đúng cách như sau. Lần lượt chải từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, mỗi lần nên di chuyển từ 1 đến 2 chiếc răng. Sau đó dùng vật dụng cạo sạch vi khuẩn bám trên bề mặt lưỡi. Và sau khi ăn xong thì bạn nên dùng chỉ nha khoa lấy sạch mảng bám thức ăn trên răng, súc miệng kỹ bằng nước súc miệng. Đặc biệt là ngày 2 lần bạn nên ngậm nước muối ấm để góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng. Và cái công việc thứ 9, đấy là ngâm chân trước khi đi ngủ. Đôi chân được ví như là trái tim thứ hai của cơ thể. Hằng ngày đôi chân của bạn sẽ chịu cái sự tra tấn của sức nặng cơ thể, di chuyển thường xuyên, giày cao gót v.v. Chính vì vậy mà trước khi đi ngủ, bạn hãy dành 20 phút để ngâm chân với nước ấm pha muối, nước ấm pha trà đặc, nước ấm pha gừng v.v. để có cái đôi chân khỏe mạnh, mềm mại, giải tỏa áp lực căng thẳng trong cuộc sống và có một cái giấc ngủ ngon. Đối với người trẻ tuổi, hàng ngày cần ngâm chân từ 15 đến 20 phút. Người cao tuổi có thể kéo dài hơn từ 20 đến 30 phút. Nhiệt độ của nước không nên quá 40 độ C. Và chúng ta cũng từng nghe nói rằng là có sức khỏe là có tất cả. Với 9 thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn nên làm mỗi ngày trên sẽ giúp cho các bạn có một cái sức khỏe tốt hơn, dẻo dai hơn, một tinh thần minh mẫn hơn, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Việc rèn luyện hay từ bỏ các cái thói quen đều cần có cái thời gian và sự kiên trì, chứ không thể ngày 1 ngày 2 là có được đâu. Chúc bạn rèn luyện thành công và luôn có một cái sức khỏe tốt để có thể thành công hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về sức khỏe của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.